Quân xuống. Hôm nay thì cái bài này nó sẽ chỉ khu trú và là các cái vùng tim bên trái. Thế còn các vùng tim bên phải có những cái đặc thù riêng thì sẽ là một bài khác riêng. Tài liệu tham khảo dựa trên ba cái tài liệu chính như thế này để mình xây dựng cái bài hôm nay. Thì các bạn có thể tham khảo cái giáo trình siêu tim của viện tim mạch tim năm 2015. Thật ra là cái giáo trình đó hiện tại bây giờ là bên viện cũng như bên trung tâm đào tạo đang có kế hoạch là viết lại. Thế cho nên là các bạn có thể, nhưng mà vẫn là những cái kiến thức cơ bản các bạn có thể tham khảo được. Thứ hai là về tuyến cáo lượng giá chức năng tim bằng siêu âm ở người trưởng thành. Cái này đây là của phân hội siêu âm tim Hoa Kỳ và hội hình ảnh tim mạch châu Âu năm 2015 và đã được Việt hóa ra rồi năm 2015. Cái này cùng là 2015 nhưng cái này nó cập nhật hơn rất nhiều. Và chủ yếu cái bài hôm nay sẽ dựa trên cái kiến thức của cái tuyến cáo này, các bạn nên tham khảo. Thế nếu mà bạn nào chưa có thì chắc là Ngọc Anh có thể liên hệ với Ngọc Anh để photo cho các bạn, trong đó có đầy đủ hết tất cả các vùng tim trái, vùng tim phải, từng cái chỉ số như thế nào, nội dung các thứ ra sao, rồi thì cách đo chi tiết như thế nào, các chỉ số ra sao đều có hết. Các bạn nên rất nên đọc về cái tuyến cáo này đã được Việt hóa. Thế còn bạn nào giỏi tiếng Anh thì có thể đọc trực tiếp luôn cái mà cái tuyến cáo của hội tim mạch châu Âu cũng năm 2015. Thực ra đây chính là cái mà bản gốc mà từ đấy mọi người Việt hóa. Thế nếu mà bạn nào được đọc được tiếng Anh thì mình khuyên là nên đọc cái bản tiếng Anh, dịch đi dịch lại, nó có thể nó có những cái mà nó thoát ý hay như nào đấy thì có lẽ là mình đọc được nguyên bản vẫn tốt hơn. Như vừa nãy nói với các bạn, mục tiêu của bài hôm nay sẽ là nói về các cấu trúc của đa đặc cấu trúc của tim trái. Thế thì là đầu tiên sẽ là gì, động mạch chuyển, hai là nhĩ trái, thứ ba là thất trái về đường kính và thể tích, thứ tư là đo chức năng tâm thu thất trái và các thành thất trái cũng như khối lượng cơ. Như thế thì cứ qua hết cái bài này các bạn đo được các cái kích thước như này là chúng ta hoàn thành mục tiêu. Đầu tiên trước khi đi về đo đặt thì chúng ta phải là nhìn rất lại một chút về hình thái thông thường của tim. Tại vì chúng ta thứ nhất chúng ta phải hiểu được như thế nào là các thực ra gọi là hình thái thông thường, nhưng nó là các cái mắc cắt cơ bản luôn. Thế thì khi mà chúng ta muốn đo cái gì để chính xác, chúng ta phải lấy được một cái mặt cắt tốt đã. Cái mặt cắt tốt nó thể hiện được cái cấu trúc đó gọi là chính xác nhất, gọi là đúng theo khuyến cáo người ta đi, người ta khuyên là phải cắt như thế nào. Thì khi đó mình đi mình đo 10 người đo nó mới độ sai số nó ít. Chứ còn nếu các bạn cắt lệch, bạn này cắt lệch như thế này, bạn kia cắt lệch như thế kia, 10 người đo nó sẽ ra 10 cái kết quả khác nhau, cái độ sai số rất là nhiều. Thế thì chính vì thế trong các cái nghiên cứu, khi mà người ta đi người ta làm nghiên cứu về đo đạc tim, về đo đạc các cái kích thước tim, thì bao giờ người ta cũng có một cái gọi là cái để tránh cái sai số, thì người ta sẽ cho ví dụ ít nhất 2 trên 3 người cùng làm, cùng đo trên một bệnh nhân. Thế cùng đo cái cùng đo đạc như thế, và sau đấy là không ghi của người nào đo cả, cho hết vào cơ sở dữ liệu. Thế rồi thì sau đấy thì một người khác, một hoặc hai người khác sẽ ngồi đo lại trên cái hình ảnh của cái những cái người đã đo. Như vậy thì là gì, là nhưng mà với những cái người mà lưu hình ảnh ban đầu bao giờ cũng phải đảm bảo là lưu được những cái hình chuẩn. Thế thì khi đó những cái hình chuẩn rồi thì nó sẽ thường là chuẩn mắt anh, chuẩn mắt tôi, nó sẽ hơi có khác chút nhưng vẫn phải đảm bảo. Ví dụ với cả cái chuẩn cạnh ức là phải là gì, nhìn thấy động mạch chủ nhĩ trái và thất phải, và đồng thời là gì, là động mạch chủ, hình chiếc của động mạch chủ và cái phách liên thất nó tương đối thẳng tạo, đường cái đường nó hơi thẳng hoặc là hơi cong như này, không được gập góc, đúng không ạ? Thế rồi thì nhá, hai cái thành phách liên thất và thành sau phải tương đối song song. Như vậy đây là một mặt cắt chụp dọc tương đối tốt. Thế và đây là mặt cắt chụp ngắn, thế thì thức chắn đảm bảo tròn, trừ những cái trường hợp bệnh lý tăng nói. Thế và cắt qua vị trí tương ứng với cả hai cực cơ. Thế tùy vào chúng ta bị đo đạc cái cấu trúc thì chúng ta sẽ ở cái mức đó. Đây là thất phải. Thế tầng đây là mặt cắt bốn vùng. Mặt cắt bốn vùng là ưu tiên là nhìn về thất trái. Trước nữa thì cũng nói là vì sao nó là ưu tiên thất trái. Thế thì thấy là thất trái là một hình trụ. Thế tương đối mang tính chất hình trụ, và thất phải bên này tương đối hình tam giác, và nhìn thấy là cái vách liên thất, vách liên nhĩ và hai ba nhĩ thất tạo thành như cái hình chữ thập. Thế thì khi đó mà quan trọng nhất là gì, phải nhìn thấy cái mỏm tim, mỏm thất trái, mỏm thất trái ở đây. À xin lỗi chị, bây giờ mới để ý thấy chị. Mỏm thất
trái khi nào chúng ta xác định được là chúng ta cắt coi đúng mỏ thất trái thực sự. Đấy là khi trong các cái chu chuyển tim, xin lỗi các bạn là cái hình ở đây không phải là cái hình động. Khi mà chúng ta cho gọi là cái hình động, chúng ta sẽ thấy trong chu chuyển tim thì cái mỏ thất trái này nó gần như không di động. Tất nhiên là nó sẽ di động theo cái nhịp thở, theo cái gọi là đập của quả tim một chút, nhưng mà chúng ta không thấy cái sự dày lên của lớp nội mạc ở cái vùng mỏ này. Như vậy đấy là chúng ta cắt được qua đúng gọi là mỏng tim thật sự, hay người ta gọi là true apex. Vì sao cái chuyện mà cắt qua mỏng tim thực sự nó quan trọng? Là bởi vì tất cả các cái cấu trúc khi đó thì kể cả diện tích này hay là các thể tích này, rồi thì từ đấy từ diện tích thể tích tính ra chức năng tim, nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái mỏng thực sự này. Thế nếu mà các bạn cắt tự là nhìn cũng là tạo thành cái hình tương đối chắc như này, nhưng mỏng tim lại tròn tròn như này, thế và cái gốc thì dày lên rất mỏng đi, thì khi đó là gì, cái độ cao của cái khối thất trái này nó bị thay đổi, chức năng tim chắc chắn sẽ bị thay đổi. Thế còn thì với đây là mặt cắt dưới mũi ức. Thế mặt cắt dưới mũi ức thì sẽ nhìn thấy thất trái, thất phải, nhĩ phải và nhĩ trái. Cái mặt cắt này thì vì sao trong cái bài đo đạc các kích thước tim vẫn phải giới thiệu lại, là trong một số trường hợp rất rất khó để lấy được mặt cắt chuẩn cạnh thất trái hay là mặt cắt là bốn buồng từ mỏ, thì chúng ta vẫn có thể chúng ta cắt từ cái mặt cắt dưới mũi ức này. Thế thì đây là bốn cái mặt cắt cơ bản, trong đó hai cái mặt cắt này là hai mặt cắt được sử dụng nhiều nhất để đo các bốn, đo tất cả những cái kích thước từ mỏng tim trái như mình vừa trình bày. Thế các bạn đi, các bạn phải thứ nhất là phải luyện như thế nào để lấy được các mặt cắt chuẩn, đặt được vào là phải được mặt cắt chuẩn đã, sau đấy chúng ta mới tính đến cái chuyện đo đạc. Thế thì thành ra là khi mà đến tận hôm nay nói với cả các bạn về cái bài đo kích thước tim thì cũng thấy là cũng thực ra là vừa có cái mà rất là xin lỗi các bạn, nhưng lại có một cái điểm rất là hay là các bạn đã có một thời gian rất là lâu để các bạn luyện tay nghề, ít nhất là các bạn đã đảm bảo là lấy được mặt cắt tốt rồi, đúng không? Thế chút nữa chúng ta sẽ gọi là kiểm tra lại bằng thực tế với máy ở kia. Thế thì bây giờ ta vào nội dung đầu tiên, đấy là đo kích thước động mạch chủ. Thế thì chúng ta nếu mà những người đã làm siêu âm tim rồi, ta sẽ thấy là gì, thường trước đây cho đến khoảng độ hơn một năm trước thì ở viện tim mạch cũng như các nơi khác vẫn quen đo kích thước động mạch chủ là ở mặt cắt trục dọc cạnh ức trái bằng phương pháp TEM. TEM tức là gì, chúng ta cắt trùng tia siêu âm đi qua cái gốc động mạch chủ, vuông góc với cả thành trước của động mạch chủ, và sau đấy là nó tạo thành cái hình như thế này đấy ạ. Đây là thành trước động mạch chủ này, thành sau động mạch chủ này, đây là van động mạch chủ khi mở tạo thành cái hình hộp này, và khi đóng thì tạo thành một cái đường thẳng. Thế còn vì sao tạo thành đường hình hộp và đường thẳng thì các bạn cần phải có phải giải thích nữa hạn nữa không ạ? Gần như này là không học bài chu chuyển tim rồi, đúng không ạ? Tại bài ấy là đã trong đó đã nói về và các nguyên lý thương tim đã giải thích về phương pháp TEM là vì sao nó tạo thành các hình như này rồi. Thế thì ngày trước chúng tôi ngay cả đấy, nói là khoảng độ một năm trước vẫn đo bằng phương pháp TEM, nên khi cắt những này cái thì đo từ thành trước đến thành sau. Thế kích thước động mạch chủ là khi mà gì, là cuối thì đâm thu, đầu thì đâm trương, trước khi van động mạch chủ mở ra. Đấy là đo kích thước động mạch chủ và điền vào cái phần mà cốc động mạch chủ. Thế nhưng bây giờ thì là gì, người ta khuyến cáo là đo bằng phương pháp 2D. Các bạn sẽ để ý hai cái mặt cắt như thế này. Đây là mặt cắt 2D tương đối gọi là tương đối chuẩn, đúng không ạ? Nhìn thấy động mạch chủ nhĩ trái thất trái. Thế nhưng ở mặt cắt này câu chuyện nó lại hoàn toàn khác. Các bạn thấy là gì? Là thể hiện chủ yếu động mạch chủ. Ta gần như không nhìn rõ nhĩ trái và thất trái. Thế thì một trong các nguyên tắc về đo đạc là siêu âm tim cũng như làm siêu âm tim, đấy là ta tập trung vào cái gì? Là phải thể hiện cái đó rõ nhất. Thế thì làm thế nào để thể hiện được cái cấu trúc như thế này, động mạch chủ và động mạch chủ lên như thế này? Thế thì khi mà các bạn lấy được cái mặt cắt trục dọc cạnh ức trái chuẩn, tức là khoảng độ khoang nguyên sườn 3, khoảng khoang nguyên sườn 3 cạnh ức trái với cả cái biết đại là master quay về phía vai phải rồi, đúng không? Thế thì khi đó các bạn chỉ cần dịch cái đầu dò lên một khoang nguyên sườn, tức là vẫn nguyên cái vị trí đó. Thế và nguyên cái góc chết đó các bạn dịch lên cao một chút thì khi đó sẽ nhìn thấy cái động mạch chủ rất là rõ. Tiêu chuẩn để đo được các kích thước động mạch chủ là mặt cắt của chúng ta phải thể hiện được thì là động mạch chủ có cái xoang van xoang va này, cùng khung nối của động mạch chủ lên, chứ nhìn thấy gần như toàn bộ cái phần đầu của động mạch chủ. Thế thì chúng ta sẽ đi, chúng ta đo
là cái gì? Bây giờ khuyến cáo người ta nói ngày trước là chúng ta chỉ đo mỗi cái mảng gốc mảng chủ đúng không ạ? Cùng lắm thì ta đo thêm cái biên độ mở vân. Nhưng bây giờ theo khuyến cáo là gì? Đo ba vị trí. Đầu tiên là gốc động mạch chủ ngang vị trí xoang van xoang va. Thứ hai là đo động mạch chủ lên. Và thứ ba là đo vị trí nối giữa xoang van xoang va và động mạch chủ lên. Ba cái cấu trúc này rất quan trọng. Tại các bạn, nếu mà các bạn đã đi vào phòng xương nhiều rồi, các bạn sẽ thấy, tức là bình thường thì có vẻ như là nó sẽ tạo thành một cái hình ống tương đối bằng nhau đúng không ạ? Thế thì ta đo cái gốc động mạch chủ lên, cái phần nối này nó đi nó cũng không khác biệt nhau nhiều. Nhưng ba cái vị trí này nó sẽ có cái giá trị là gì? Nếu các bạn nhìn ba cái giá trị này nó tương đối bằng nhau, như vậy là cái gốc động mạch chủ tương đối là hình thuôn thuôn, rất bình thường, nếu mà trong giới hạn bình thường. Có những trường hợp là gì? Là nó lại giãn khu trú ở gốc động mạch chủ. Thì khi đó là cái kích thước thứ nhất qua gốc động mạch chủ qua van xoang va nó sẽ to lên rất nhiều. Thế các bạn nhìn vào cái, nếu mà ta không có hình ảnh, ta chỉ nhìn các con số thôi, và ta nhìn vào cái kích thước thứ hai động mạch chủ lên nó nhỏ, như vậy là bệnh nhân này là chủ yếu là sẽ bị giãn ở gốc. Thế nhưng mà có những trường hợp lại gì? Là gốc thì không giãn mà lại gì? Là phình ra này. Thế phình hoặc giãn hoặc tách của động mạch chủ lên, thì khi đó con số này, cái kích thước hai nó sẽ thay đổi rất nhiều, đúng không ạ? Thế thì còn cái mà vị trí nối, ở trong cái bảng kết quả siêu âm mới là có chữ VC đấy. Thế thì là cái vị trí nối này nó cũng là một cái kích thước, một cái giá trị rất là quan trọng. Quan trọng nhất là để cho phẫu thuật viên. Khi đó thì người ta đi, người ta nhìn vào cái ba cái vị trí như thế này, người ta nhìn nghĩ đến thay van, thay cả van và động mạch chủ lên, hay là thay toàn bộ gọi là bên tay. Thế thì đây là với cả khuyến cáo hiện tại, bây giờ chúng ta phải với động mạch chủ chúng ta phải đo ba kích thước như này. Và cái nguyên tắc đo thì như các bạn ở đây đã ghi rồi, thứ nhất là phải quan sát được đoạn đầu của động mạch chủ lên, chứ không thể nào bạn nhìn thấy được toàn bộ đâu, và đo vuông góc với thành động mạch chủ. Thế thì đảm bảo bao giờ cũng thế, là cứ vuông góc thành trước, vuông góc thành sau, các bạn sẽ thấy là gì? Là có thể là ba cái đường này nó không song song với nhau, nhưng mà phải đảm bảo là vuông góc với các thành. Thế còn thì nếu mà các bạn đi, các bạn cứ nghĩ là song song, thế nhưng mà nếu mà song song ở đây thì nó sẽ chết, và như vậy là kích thước nó không phải kích thước thật. Thế và còn một cái nguyên tắc nữa, đây là cái nguyên tắc mới trong cái khuyến cáo năm 2015 mới nhất người ta đưa ra, nguyên tắc inner, tức là gì? Là từ bên trong của thành này cho đến trong của thành dưới. Thế thì cái này nó sẽ hơi khác hơn so với cả cái khuyến cáo ngày trước. Khi mà mình mới đi học xương tim chẳng hạn, thì các bác sĩ dẫn luôn dạy nhau bảo là gì? À, nếu mà ta đo ở phía ngoài của bên trên, ở ngoài của thành trước, thì ta sẽ đo phía trên của thành sau, hoặc là đo giữa của thành trước thì sẽ kết thúc ở giữa thành sau, hoặc nếu trong của thành trước thì kết thúc trong thành sau. Thế thì những đấy là cái cách đo ngày trước, và hiện tại bây giờ nguyên tắc là inner, các bạn chú ý. Với cả những cái trường hợp mà cái thành này nó mỏng té hết thì nó sẽ không khác biệt nhiều, nhưng mà với cả thành thấp trái chẳng hạn, hoặc là những cái cấu trúc nó dày lên chẳng hạn, thì đôi khi nó sẽ lại là có cái sự sai khác, mặc dù không nhiều, những một vài mm. Thế cho nên là cái nguyên tắc đo, cái đặt cơ sở ở đâu cũng là cái quan trọng. Thế với những cái cấu trúc nó rất là nhỏ, rất là mảnh, thì cần thiết là phải zoom lại để người ta đi, người ta đặt cho nó chính xác. Thế thì đây là cái hình ảnh trông rất rối mắt, nhưng mà thực ra nếu mà về sau các bạn đi làm lâm sàng, làm những cái người làm chuyên về siêu âm tim thì lại thấy là rất là quan trọng. Và vì sao? Khi mà chúng ta đo cho một cái kích thước, chúng ta bảo cái này là bình thường hay không, đúng không ạ? Thế là bắt đầu lại mở ra, lại nhìn ở cái bảng kết quả siêu âm tim của viện tim mạch, thấy con số giới hạn như thế này, thế là bảo là bình thường hay không. Thực ra với các bạn, nói với các bạn là gì? Là cái giá trị tham khảo đấy của viện tim mạch được thực hiện trong cái nghiên cứu của cái điều tra dịch tễ của viện tim mạch từ khoảng độ 30 năm, năm 80 mấy đấy, các thầy tha cái máy đi khắp miền Bắc đo đạc rất là nhiều để đưa ra các cái hàng số như thế, các cái chỉ số như thế. Thế thì cái đó con người ta thấy là gì? Là các cụ cách đây 30 năm so với chúng ta bây giờ là đã phát triển rất là nhiều, đúng không ạ? Về kích thước, ăn uống, về tập luyện, các thứ, kích thước
chỉ số của theo khuyến cáo mới nhất thì người ta đánh giá tất cả các kích thước là dựa trên cái diện tích da cơ thể. Thế thì với cả trẻ em và trẻ vị thành niên, cái này là chúng ta nếu mà tham khảo theo cái giới hạn của viện tim mạch là không có, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta lại rất cần cái này, chúng ta sẽ nhìn đấy, đây là nếu mà diện tích da cơ thể 0,4 hay đến 2 thì là sẽ là như thế nào, tương ứng đo các thước cái góc độ chủ qua ngang qua van sava là như thế nào nếu nằm trong khoảng này thì bình thường. Thế còn từ 20 trên 39 tuổi thì ta sẽ sử dụng cái bảng này, còn trên 40 tuổi thì ta sử dụng bảng này. Thế các anh chị có thể khi về sau khi làm mình có thể in ra để mình tham khảo. Đấy là kết thúc phần động mạch chủ. Sang đến phần nhĩ trái thì quay trở lại với cái vấn đề lịch sử, tức là trước đây ta lại sử dụng tay anh, đúng không? Đấy là cũng đảm bảo là gì, là cắt vuông góc qua vận động mạch chủ và đồng thời là qua nhĩ trái, sau ta thu được cái hình như thế này đấy, đúng không? Cũng là thành trước động mạch chủ, thành sau động mạch chủ, và động mạch chủ đóng mở và đây là nhĩ trái. Thế là ta đo từ đây đến đây đấy, thì đấy là cái cách đo ngày xưa. Nhưng các bạn sẽ thấy là gì, đây luôn cái hình này minh họa. Khi mà chúng ta đảm bảo được là vuông góc với động mạch chủ thì phần lớn rất nhiều trường hợp là cái nhĩ trái chúng ta không đảm bảo được nguyên tắc vuông góc. Như vậy kích thước của nhĩ trái nó sẽ bị tăng hơn so với thực tế một phần. Thế thì bây giờ người ta lại khuyến cáo quay trở lại là gì, sử dụng phương pháp 2D. Thế thì phương pháp 2D đo cái vị trí đo thì nó ở khoảng giữa của nhĩ trái. Thế nhưng mà cũng lại tương ứng với vị trí mà chúng ta đo của động mạch chủ, đảm bảo vuông góc thành trước và thành sau. Thế cho nên đây là cái phương pháp cũ rồi, chúng ta không nên sử dụng. Và bây giờ chúng ta sử dụng 2D. Các bạn sẽ thấy là gì, là khi mà đi vào trong viện tim mạch, bây giờ cái phòng siêu âm, các anh chị cũng, các bạn cũng bây giờ cũng đo theo cái phương pháp 2D chứ không cần dùng TN nữa. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đi làm nhanh chẳng hạn TN, hoặc là đi ra ngoài ở các cơ sở khác thấy người ta vẫn đo TN thì mình cũng hiểu nguyên tắc. Thế thì cách đo kích thước nhĩ trái thì như vừa nói với các bạn rồi, là ở cái mặt cắt trục dọc cạnh bức trái thì quay trở lại một mặt cắt gần như mặt cắt chuẩn, ta đo ở cái vị trí khoảng giữa của nhĩ trái, đảm bảo vuông góc thành trước và thành sau. Thế thì cái tuy nhiên người ta nói là đo đường kính nhĩ trái ở mặt cắt trục dọc cạnh bức trái này nó sẽ không thể hiện tốt nhất được cái kích thước cũng như thể tích của nhĩ trái. Là vì sao? Lý do là đây, nếu mà chúng ta nhìn lại, đây là cái minh họa hình quả tim nằm trong lồng ngực. Thì các bạn thấy là cái hình ảnh của nhĩ trái nó không phải là một hình tròn, hình cầu, mà nó gọi là đôi khi nó là hình trứng, hoặc là đôi khi nó lại là hình thang. Thế thì khi chúng ta đo một cái kích thước ở khoảng giữa như thế này, đấy, nó sẽ khoảng giữa như thế này, nó sẽ không thể hiện hết một con số như thế, không thể hiện được hết được cái kích thước nhĩ trái. Thế cho nên là gì? Là bây giờ người ta đi, người ta cũng khuyến cáo là gì? Là đo diện tích và thể tích nhĩ trái. Thế thì diện tích nhĩ trái người ta sẽ sử dụng mặt cắt 4 buồng cửa mỏ. Thế khi đó cố gắng nếu mà ấy thì là đúng nhất thì chúng ta sẽ phải zoom lên. Ta sẽ viền, có thể bắt đầu từ phía thành tự do cũng được, mà từ cái phía cách liên nhĩ cũng được. Ta viền từ phía mà nó tiếp giáp với cả ban hai lá đi theo lớp nội mạc, cố gắng không lấy sâu vào cái tĩnh mạch phổi và đi vòng như này, tiếp tục như này. Nếu mà các bạn mà đến đây các bạn lượn qua này, đấy là các bạn đã bỏ qua một cái nối giữa tĩnh mạch phổi trái và tiểu nhĩ trái, cho nên là đến đây ta phải đi lượn. Tức là ta tưởng tượng đấy là một cái hình một cái hình khối một cái thể tích, một cái bình. Thì như thế thì cái hình đó nó sẽ là có cái sự liên tiếp và tương đối, gọi là tạo thành cái hình học như thế này, không phải là đến đây lại gấp một cái để đi tiếp. Thế nhưng mà cũng không được đi sâu vào tiểu nhĩ vào tĩnh mạch phổi phải, cũng như là không đây là tĩnh mạch phổi trái, không được đi sâu vào tĩnh mạch phổi trái, cũng như không được, nếu mà nhìn thấy tiểu nhĩ trái ở đây cũng không được lấy tiểu nhĩ trái. Thế thì cách đo là tạo như thế này, đấy là ta sẽ đo được diện tích của nhĩ trái ở mặt cắt 4 buồng, đồng thời quay sang mặt cắt 2 buồng đo tương tự. Thế rồi thể tích nhĩ trái thì sẽ, thực ra bây giờ tất cả các máy siêu âm thế hệ mới người ta đều là để khi tính ta đo được cái diện tích nhĩ trái thì nó sẽ tự tính ra cho chúng ta cái thể tích nhĩ trái. Thế thì khi chúng ta đi, chúng ta đo được ở cả diện tích ở 2 buồng và
bốn luồng, máy nó sẽ cho chúng ta một cái gọi là LAB, tức là thể tích nghĩ trái, khi mà nó tính theo gọi là bit lên. Một cái điểm quan trọng trong đo tiểu nghĩ, đo nghĩ trái đấy là chúng ta cần rất rất để tránh cái hiện tượng gọi là false shortening. Thế false shortening này tức là khi đó là gì, chúng ta cắt không đúng trục của nghĩ trái, cho nên là cái thể tích nghĩ trái nó sẽ bị gọi là nhỏ hơn so với thực tế. Ở đây cái mô hình này người ta giải thích cái hiện tượng false shortening. Khi mà chúng ta đi, chúng ta cắt ưu tiên, đấy vừa nãy mình có nói là cắt ưu tiên thất trái, thì khi đó cái trục của thất trái như này và trục của nghĩ trái như thế này, thì khi đó chúng ta sẽ không cắt được qua cái gì là cái trục chính của nghĩ trái và không thể hiện được cái kích thước lớn nhất của nghĩ trái, đúng không ạ? Thế cho nên khi mà đo với nghĩ trái thì chúng ta lại để chúng ta phải ưu tiên nghĩ trái, tại chúng ta cắt theo cái trục như này để thể hiện được cái thể tích của nó lớn nhất. Thế khi mà thể hiện thể tích lớn nhất thì khi đó kích thước nó mới đảm bảo chính xác nhất. Thế thì đây là hai hình này là hình minh họa ở trên cùng của bệnh nhân. Khi mà chúng ta ưu tiên thất trái đấy ạ, đúng không ạ? Nhìn hình ảnh thất trái rất là đẹp, cái màu nó thể hiện ở đây. Thì khi đó chúng ta thấy là nghĩ trái thể tích ở đây, đúng không? Nhìn có vẻ là chúng ta đo cũng được đấy. Đây, thế thì người ta đi, người ta đây. Ở dưới này người ta mô hình hóa, người ta thể hiện như này. Đấy, thế là nhìn thì rất là tốt cho thất trái, nhưng mà nghĩ trái là bị nhỏ hơn so với thực tế. Thế nhưng mà khi mà người ta quay đi sang cái mà cắt mà ưu tiên nghĩ trái, tức là thể hiện cái thể tích nghĩ trái, thể diện tích nghĩ trái lớn nhất, tốt nhất, cắt chết đi một chút, thì khi đó là gì, thất trái ấy, nhìn trông rất là xấu, đúng không? Thế thì nhưng mà thể tích nghĩ trái có sự khác biệt đáng kể. Thế thì với cấu trúc nào chúng ta đo, cấu trúc nào chúng ta ưu tiên vào cấu trúc đó? Mình không nói, trên thực tế các bạn, các bác sĩ khác đo như thế nào, các bạn phải biết cách đo như thế nào là chuẩn, là đúng. Đến khi các bạn làm, nhất là nếu mà ai về sau làm nghiên cứu phải biết như thế nào là đo đúng, thì khi đó là các cái con số nó mới đảm bảo là các bạn đã thu được con số đúng và nó giảm cái sai số cho các bạn. Thế thì đây là trên cùng của bệnh nhân, thì khi mà đo ở cái mặt cắt, nếu mà cái mặt cắt như này chúng ta đo luôn thì chúng ta được một cái thể tích nghĩ trái, chỉ số thể tích nghĩ trái là 34. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang đây, chúng ta đo bằng cái một phương pháp đúng, lấy mặt cắt tốt, thì chúng ta thấy là gì, 38.4 ml trên mét vuông, có sự khác biệt đáng kể. Khác biệt đáng kể này là như thế nào? Đấy, thì đây là cái chỉ số của thể tích nghĩ trái trên diện tích da cơ thể theo cái khuyến cáo của siêu âm tim, của hội siêu âm tim Mỹ năm 2005, thì bình thường là sẽ là gì, là giới hạn trên là 28. Đến bây giờ năm 2015 đấy, giới hạn trên là 34. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đi, chúng ta đo như thế này, cái chỉ số này như vậy là bình thường, đúng không? Nghĩ trái không giãn. Thế thì nhưng mà gì, nếu mà chúng ta đo theo cái mà mặt cắt, lấy mặt cắt tốt của nghĩ trái, thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó bị vượt ra ngoài cái chỉ số bình thường và bắt đầu sang gọi là giãn nhẹ. Cái mức giãn nhẹ như này, thế thì nó sẽ có ý nghĩa như nào? Khi mà các bạn đánh giá về chức năng tâm trương của thất trái, thì cái thể tích nghĩ trái là một trong những cái chỉ số giúp các bạn đánh giá là bệnh nhân mình có rối loạn chức năng tâm trương hay không. Thế thì cái chuyện thế thì bệnh nhân này bắt đầu có giãn nhẹ nhẹ của thể tích nghĩ trái rồi, thế thì câu chuyện đấy là một cái câu chuyện khác, đúng không ạ? Thế cho nên là cái chuyện mình cắt như nào nó sẽ cho cái kết quả khác biệt và nhận xét kết quả nó sẽ có cái sự ảnh hưởng. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp theo sang một cái nội dung nữa, đấy là đo kích thước và chức năng tâm trương thất trái. Thì cái câu gọi là kích thước và chức năng tâm trương thất trái này, nó sẽ gồm năm cái nội dung nhỏ. Thứ nhất đấy là gì, là kích thước đường kính thất trái gồm có cuối tâm thu, cuối tâm trương, cuối tâm thu. Thì các bạn hay để nhìn tắt trên cái tờ kết quả này thấy chữ DD đấy. Và chữ tâm thu thì sẽ là DS. Thế thể tích thất trái cuối tâm trương thì sẽ là VD và cuối tâm thu là VS. Và từ các cái chỉ số, hai chỉ số này người ta sẽ tính ra được AS. Thế thì lại quay trở lại, bây giờ cũng phải so sánh hai theo khuyến cáo mới, khuyến cáo cũ có gì khác nhau. Thì là ngày trước là chúng ta vẫn thường là hay đo bằng phương pháp TN. TN thì chúng ta đấy, thì từ trước giờ là chúng ta rất là quen với cả chuyện mặt cắt chụp dọc cạnh ức trái, đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta cắt được một cái mặt cắt tốt, và nếu mà đảm bảo là cái chất sơ hay là cái trục tia siêu âm TN của chúng ta là vuông góc
thành vách lên thất và thành sau của thất trái thì chúng ta có thể đo được. Thế nhưng mà đôi khi đời không như là mơ, ta không thể, ta mặc dù ta có rất là cố gắng rồi, nhưng do tư thế bệnh nhân, do tư thế tim trong lồng ngực, rồi thì do rất nhiều yếu tố khác, thế thì chúng ta không thể đảm bảo được cái trường tia TE này nó ghi là vuông góc. Thế thì khi đó là gì, nếu mà chúng ta cắt, cố cắt như thế, kích thước nó sẽ bị thay đổi tăng lên. Thế thế thì người ta có thể có hai phương pháp để người ta đi, người ta khắc phục cái hiện tượng mà không thể cắt vuông góc trường tia TE để đo kích thước trái như thế này. Một là người ta sử dụng 2D, phương pháp 2D người ta đo trực tiếp, người ta cũng đảm bảo cái sự vuông góc như thế này. Xin lỗi các bạn, đây là do cái hình nó hơi bị ném lại, thì ta nhìn trông nó chéo chéo như đây, các bạn sẽ kéo vuông góc từ đây xuống đây. Thế thì ta đo được DD, xong rồi ta cho chạy hình tiếp đấy, cuối thì tâm thu. À đây là DD, tức là khi mà như là tim mở ấy, mình tim giãn ra tối đa, cuối thì tâm trương. Sau đấy ta cho chạy tiếp đến cuối thì tâm thu và ta đo cũng bằng 2D. Thế còn thì trên thực tế nhiều trung tâm, mà ngay cả các thầy cô ở đây trước đây cũng thế, hoặc là ở một số trung tâm ở nước các nước cũng thế, là thì là khi người ta không cắt được như này, người ta quay sang chụp ngắn. Thế thì đảm bảo cắt được gọi là cái một cái hình cắt chụp ngắn qua thất trái, ta cắt được đảm bảo là tròn chứ không phải là một cái hình trứng, hình elip gì cả. Thì khi đó và đồng thời là gì, là ở cái vị trí, nếu mà đây và các bạn sẽ nhìn thấy là gì, nếu mà ta cắt xuống dưới này cột cơ là sâu quá đúng không, cắt lên mà nếu mà nhìn thấy van hai lá thì trên này thì cao quá, thế thì ta sẽ gọi là lùi đảm bảo để gọi là đi qua phần gọi là ngang tay chẳng hay là ngay phía dưới van hai lá, thì ở vị trí các bạn cũng có thể cắt tay em được ra một cái hình tương đối đẹp, tương đối rõ các bạn đo. Nhưng câu chuyện lại là gì, là đấy cũng là cái khuyến cáo của ngày xưa, thế là dùng đo để TN. Thế thì TN này mặc dù nó có những cái ưu điểm là gì, có thể đo được nhiều chu chuyển tim trong một hình ảnh thu được. Các bạn có thể là tùy thuộc vào cái tốc độ chạy hình ảnh, có thể được hai hình, năm hình gì đấy, các bạn có thể đo được rất nhiều phép đo trong cùng một hình mình lưu. Thế cái đó nó quan trọng với cả về ngày xưa làm nghiên cứu. Thế và đồng thời nếu mà gọi là nếu mà đo 2D và TN, các bạn nếu mà về sau các bạn làm, các bạn tự cắt, các bạn sẽ thấy là gì, hình TN do nó giới hạn chỉ cắt ở một cái là một cái mặt cắt duy nhất, thế thành ra là bao giờ cái độ phân giải của nó cũng cao hơn rất nhiều. Thế còn hình 2D nó là gọi là tập hợp của rất nhiều các cái mặt cắt TN vào với nhau do cái sự xử lý của máy, thành ra cái độ phân giải của hình 2D so với TN thường là sẽ kém hơn. Thế thì cái độ phân giải nó sẽ cho là gì, ảnh hưởng đến cái chuyện mà ta quyết định được bắt đầu đo từ đâu đến đâu. Thế trong những cái trường hợp mờ quá, 2D đo nó không đảm bảo được là mình đo được chính xác, đôi khi là người ta có thể tham khảo cái chỉ số của TN. Thế thì nhược điểm của phương pháp đo này là gì, là hạn chế về khoảng cách như vừa nói rồi, thế rất là khó đảm bảo vuông góc đôi chân của tim và các thành tim. Thế cũng không, ngoài ra còn một cái nhược điểm nữa, đấy là trên lâm sàng các bạn sẽ thấy quả tim nó là một hình cầu, nếu mà gọi là cắt nhất diện, chụp ngắn thì hình cầu, và nếu mà là chụp dọc thì là một hình trụ, đúng không ạ? Thế thì hình cầu này đôi khi là gì, là đây là một cái hình bệnh nhân từ một cái quả tim rất là bình thường thì hình cầu tròn, nếu mà ta đảm bảo cắt qua đường kính thì ở vị trí nào hoặc cắt nào hay góc nào thì ở phía nào đi chăng nữa thì nó cũng đều bằng nhau. Nhưng đôi khi nhất là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái bệnh lý về cơ tim, thế hoặc là thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu cơ tim, có thể cái vùng này nó mỏng hơn, cái hoặc là vùng này mỏng hơn, khi đó nó không cần đảm bảo là hình cầu. Ta cắt, nếu mà cắt như thế này qua cái vùng cơ tim bình thường thì kích thước khác, cắt qua vùng cơ tim bệnh lý kích thước khác, đúng không ạ? Như vậy thì cái chuyện mà ta cắt TN dùng một chùm tia duy nhất, thế là đấy là cắt ở, nói về chùm ngắn. Thế chụp dọc thì nếu mà chụp dài của quả tim thì ta đi là chỉ cắt ở phía đáy của quả tim, không thể hiện phần giữa hay phần ngoài. Như vậy là gì, là cái con số, cái đánh giá chức năng tim bằng cái phương pháp TN rất phiến diện. Thế thì đấy là cái chính người ta đưa ra để người ta bây giờ không khuyến cáo đo bằng phương pháp TN nữa, mà người ta đi theo khuyến cáo nhất thì vẫn là ưu tiên đo các đường kính của tim bằng hình ảnh siêu âm 2D. Thế thì cái siêu âm 2D chụp dọc cạnh ức trái vẫn có giá trị, tại vì đấy là gì, là ở đây ta sẽ có một cái
khái niệm cơ bản về cái kích thước của tim ở cái vị trí mà người ta đi gần như vị trí quy ước quen thuộc từ trước đến giờ, để người ta đi có một cái con số người ta đi đánh giá nhanh một cái khái niệm ban đầu về kích thước của thất trái. Cho nên là khi các bạn đi thấy là các chuyên gia nước ngoài hay là đi đến các trung tâm ở nước ngoài, bao giờ người ta kể cả người ta đi người ta đo 2D cái chỉ số 2DD trên 2D trên mặt các trục dọc tại thất trái không? Nếu không thì là chụp ngắn này người ta vẫn đấy, thế chứ không phải là phương pháp sinh sơn là người ta thấy toàn bộ. Thế thì đấy là vẫn ưu tiên đo bằng 2D. Thế cái kích thước DD DS vẫn lấy được bằng 2D là cái chỉ số vẫn cần thiết. Và đồng thời xương TN có hướng dẫn của 2D. Nếu trong trường hợp mà như vừa nãy tôi nói đấy ạ, tức là đảm bảo là được vuông góc, thì ta nhìn trên hình 2D ta thấy là trùng tia của chúng ta là đảm bảo vuông góc rồi, vuông góc với cả phách nguyên thất và thành sao thất trái, thì khi đó ta có thể gọi là thay thế cho 2D để ta đo được. Và khi đó ta sẽ tận dụng được cái ưu điểm của phương pháp TN, đấy là cái độ phân giải của nó tốt hơn. Thế thì đo về các thể tích và chức năng tâm thương thất trái thì bây giờ người ta lại không sử dụng cái mà đo DDDS ở trên 2D hay là TN nữa. Cái chỉ số đo trên 2D này người ta chỉ ở các cái kết quả của các nước, người ta chỉ dừng lại ở DD và DS. Thế cái cần các chỉ số như VD, VS thì người ta sẽ sử dụng phương pháp Simpson 2 buồng và 4 buồng. Quay trở lại một chút về nói về cái đường kính thất trái. Thế thì như cái vừa nãy con nói với các anh chị đấy ạ, thế thì là cái mặt cắt người ta ưu tiên hay là khuyến cáo sử dụng, đấy là mặt cắt trục dọc tại ức trái, vị trí đo là tại bờ van, ngay sau bờ van hai lá, tốt nhất là ngay sau bờ van hai lá, hay là như các cô thì mình ngày xưa hay nói, tức là khi mà van hai lá vừa khuất đấy, tức là vừa khuất tức là gì, là khi mà các anh chị cắt TN qua cái thì tại vì các anh chị sẽ thấy là khi mà vận động tim vận động cắt TN đấy thì có thể là nhìn thấy cái hình chữ M và chữ W rất là rõ, đúng không ạ? Nếu mà ta chỉ hơi đưa về phía sau bắt đầu nhìn thấy cái hình M và W nó mờ đi, thì đấy là van hai lá vừa khuất và đấy là cái vị trí ta có thể đo được. Thế còn thì ở hình 2D thì là gì, là chúng ta đo ở cái vị trí này. Thế thì DD này chúng ta sẽ đo từ phía trong của vách nguyên thất cho đến phía trong của thành sau, và chúng ta chuyển sang xác định cái thì tâm trương thì là cuối thì tâm trương, tức là khi một vùng thất trái giãn ra nhiều nó giãn ra lớn nhất, hoặc nếu chân điện tim thì là gì, khi nó chuyển đầu sang cấp độ quý ấy. Thế thì cần đến thì tâm thu, thế thì đây là kết thúc của sóng T. Thế hoặc là trên hình ảnh ta thấy là kích thước của buồng tim là khi đó là nhỏ nhất, thì ta cũng đảm bảo nguyên tắc là gì, là đo vuông góc phách nguyên thất và thành sau. Thế thì đây là một bệnh nhân hình minh họa. Thế đây là VD này thì là DD ở đây là đo được là 48 này, và VD ở đây là 111 này. Thế chuyển sang đo DS là 33 này, VS là 48, AS ở đây sẽ là được khoảng 58. Thế thì ta để ý các con số đấy, để kẹo nữa chúng ta so sánh với cả cái phương pháp Simpson, nếu mà khi chúng ta đo tốt thì nó có sức hay khác nhiều không. Thế thì đo thể tích thất trái thì ta sẽ đo như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng hai mặt cắt, đấy là mặt cắt 4 buồng và 2 buồng từ mỏng, với yêu cầu là đảm bảo quan sát được ít nhất là phải 90% nội mạc của thất trở lên. Cái này thì nếu mà những ai mà làm siêu âm rồi sẽ thấy là cái yêu cầu này rất quan trọng, chứ không phải là cái nhìn thấy cái hình thất trái là được. Thế tại vì đo, khi mà ta đo thể tích tức là ta phải nhìn theo nội mạc thất trái. Thế thì nhiều trường hợp nhìn thấy thất trái thành thất nhưng mà chưa chắc đã nhìn thấy nội mạc thất. Thế khi đó nếu mà không nhìn thấy được trên 90% nội mạc thất, tức là gì, chúng ta đang đo trong sương mù, đo đấy là đo gọi là mơ hồ, kết quả có thể là sai số. Thế rồi thì thể tích thất trái đo ở mặt cắt 4 buồng không khác biệt trên 20% so với đo ở mặt cắt 2 buồng. Thế nếu mà khi mà gọi là thể tích thất trái ở 4 buồng mà khác biệt quá nhiều so với 2 buồng, chứng tỏ là chúng ta không cắt quá đúng trục thực tế của thất trái. Thế thì trừ trường hợp nếu mà các bạn bệnh nhân mà có bệnh tim thiếu máu cục bộ, có phình giãn buồng tim, thì khi đó là câu chuyện là khác, đúng không ạ? Tùy vào cái mặt cắt nào. Ví dụ ở bệnh nhân có nhiều máu cơ tim thành trước, nó giãn phách nguyên thất, thì khi đó 4 buồng kích thước thường là nó sẽ lớn hơn 2 buồng nhiều.
hoặc là nếu mà có tổn thương ở thành sau thất trái chẳng hạn, thì khi đó có thể hai buồng là cái thể tích nó sẽ to hơn, tại vì nó rơi vào đúng cái vùng mà thành tim nó thùy giãn. Thế thì chúng ta cũng tránh cái hiện tượng false shortening, tức không cắt con hoàn tim thực sự. Nguyên tắc là ta viền theo nội mạc của thất trái từ một điểm ngang vòng van hai lá lên móng tim xuống điểm ngang vòng van hai lá bên đối diện, tránh viền theo cột cơ van hai lá. Như thế thì sẽ là thể tích nhỏ hơn thực tế, và chức năng tân thu thất trái sẽ được tính tự động theo phương pháp Simpson sửa đổi. Thế thì đây là cái hình minh họa vẫn ở cái bệnh nhân mà vừa rồi đo thiên 2D. Thì khi đó là gì đây? Thì này, lấy đảm bảo đây là thủy tân trương này, thủy tân thu, đảm bảo phải lấy được đúng cái mỏm thất trái, thì khi đó cái chiều cao của buồng thất trái nó sẽ đảm bảo lớn nhất. Thế và khi đó các anh chị có thể lựa chọn là bắt đầu từ phía các bên thất hoặc là thành tự do tùy, nhưng đi đảm bảo đi theo đúng cái nội mạc của buồng thất trái đi vòng đến đây. Đến đây nhiều người, hoặc là ở đây chẳng hạn, nhiều người là sẽ lại theo thói quen là đi vòng vào trong này, đúng không ạ? Ta nhìn nghĩ là nội mạc thực ra tên đến khi ở đâu mà ta nhìn thấy sáng là ta vòng theo, nhưng đấy nó không phải, không đúng. Tại các anh chị cũng biết rồi là thất trái là giống như một cái lọ như này, đúng không ạ? Cái cột cơ nó giống như cái ngón tay nó thò vào, thế thì nhưng mà nó chỉ thò vào một cái điểm thôi, đúng không? Chứ nó không phải là đã toàn bộ cả cái thành nó bị lót lạnh vào trong như thế này. Thế cho nên là khi mà các anh chị ví dụ viền vào theo cái phần cái cột cơ myo và chẳng hạn, thì như thế ta tự nhiên ta vô hình chúng ta làm cho kích thước buồng tim ở những cái vị trí xung quanh cái cột cơ đó nó bị nhỏ hơn so với thực tế, và như vậy là đo không chính xác. Thế cho nên là thế thì cái chuyện mà bảo là thế thì tránh cột cơ thì viền vào đâu, thì ta cứ đảm bảo là ta nghĩ là tưởng tượng ra là nếu mà trong cái trường hợp không có cột cơ này thì thành tim nó sẽ đi như nào. Thường nó sẽ đi theo một cái gọi là cái hình tương đối là cong tự nhiên, đúng không? Thế thành ra là ta sẽ đi tăng phiền như này đấy. Thế thì ở đây vừa nãy ở đây là cái bệnh nhân ấy lần mình đo ở đây được CD là 93, ES là 38, ES 58%. Ở đây cũng là 58.5%, 11.8%. Cái sự ở đây thì là có cái sự khác biệt, tại vì ở đây là mình đo cái kích thước ở đây là lớn nhất, đúng không ạ? Thế kích thước ở đây cũng là lớn nhất, thế nhưng mà là tính là chỉ số chức năng tim có cái sự khác biệt. Như vậy khi mà các bạn đảm bảo đo chính xác thì giữa phương pháp cắt côn và phương pháp Simpson về cái chức năng tim sẽ không khác biệt nhiều, nhưng mà chỉ số thể tích sẽ có sự khác biệt đáng kể. Khi đánh giá về thể tích bắt buộc phải đo Simpson nhé. Thế và đây là gì, là khi mà mình đo sang hai buồng thì đấy, như vừa nãy đây cũng là cái hình để minh họa với các bạn luôn. Khi mà ưu tiên thất trái thì mũi trái nhìn nhỏ xíu như này mà lệch lệch lẹo vẹo, thì khi đó mình cũng đảm bảo là đi theo cái đường viền nội mạc như này. Thế đo đến đây, thế và khi đó là gì, là thường có cái xu hướng của buồng tim hai đo ở mặt các hai buồng thì chức năng tim nó sẽ cao hơn so với bốn buồng một chút, và đi lên khoảng độ 61.8%. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là gì, là cái chuyện mà mình đo như vừa nãy có nói với các bạn, tức là TN nếu mà chúng ta đi chúng ta cắt chúng ta chỉ là một cái mặt cắt duy nhất xuyên qua hai cái điểm như này ở một vị trí, đúng không ạ? Nó sẽ không thể hiện được toàn bộ cái chức năng của quả tim. Thế thì khi mà đánh giá cái buồng tim như này, đánh giá bằng phương pháp Simpson như này, chúng ta đánh giá bằng phương pháp Simpson thì ít nhất chúng ta sẽ đo được thì là chúng ta đánh giá toàn bộ các cái điểm ở một cái mặt cắt ngang như này, đúng không ạ? Và đồng thời là một cái mặt cắt tương đối gọi là check 60 độ với nó. Như vậy là cũng hai mặt cắt toàn nhiều điểm thì nó sẽ được độ chính xác cao hơn. Hiện tại cho đến bây giờ các cái phương pháp mới nữa thì người ta còn cái phương pháp gọi là spectral checking, đúng không ạ? Thế thì khi đó người ta đánh dấu toàn bộ người ta đánh dấu nội mạc cũng hai buồng, bốn buồng cộng thêm với cả một cái trục dọc qua van động mạch chủ nữa, thế tức là ba buồng đấy. Thì khi đó là gì, là cộng của ba cái mặt cắt vào thì người ta cũng máy tính nó tự tính ra một cái mà gọi là mặt cái chức năng tim toàn bộ, cái global đấy, long strain đấy. Thì là khi đó nó đánh giá cái mức độ co bóp cơ tim nó sẽ còn chính xác hơn nữa so với phương pháp Simpson. Nếu mà về sau
bao giờ đưa được vào khuyến cáo, bao giờ đưa được vào thường quy đánh giá, chúng ta lại phải đánh giá cái chỉ số đó thì nó còn chính xác hơn cái Simpson này nữa. Thế tại vì gì, là đánh giá qua ba mặt sắc. Còn hiện tại bây giờ với cả phần lớn do máy móc và cũng như là cái thực hành không cho phép chúng ta gọi là đánh giá làm quá lâu, thì chúng ta dừng lại ở Simpson đã chính xác hơn so với các cái câu rất nhiều. Đây là cái các giá trị bình thường theo giới tính về kích thước trên làm tâm sinh thất trái trên sinh thái 2D. Thì đấy, đây là cái chỉ số tương đối mới chứ không phải là theo cái bản trên kết quả siêu âm nữa, các bạn có thể tham khảo ở sau. Thế thì ở nam giới thì là 50 cộng 4, thế là 2 SD thì là 42,58. Cho nên là gì, là đôi khi cái này đây là đánh giá theo cái kích thước chưa phải là theo diện tích đa cơ thể, thì đôi khi các bạn thấy là gì, nếu mà theo 2 SD thì thậm chí một số trường hợp là lên tận 58 vẫn là bình thường. Thế thì như thế thì cái khoảng dao động từ 2 SD như thế này, từ 43 trên 58 rất là rộng. Cho nên khuyến cáo là gì, là chúng ta sẽ phải đi chúng ta tính theo diện tích da cơ thể nhé. Thế thì khi đó là gì, là sẽ thấy diện tích da cơ thể nhớ mà được dưới 75 mm/m² là bình thường. Thế đôi khi một số trường hợp ở đây thì mình làm mình hơi xinh xiu một chút, thế mình có thể lại đến dưới 80 thì cũng cho bình thường. Thế nhưng còn trên 80 thì là chắc chắn là giãn. ES thì đây là 62, có thể từ 52 trên 72, cho nên dưới 55 có một số người lại cũng nói là giảm, nhưng thực tế là chưa phải giảm đâu nhé. Đấy. Còn với nữ thì có vẻ là chặt chẽ hơn, gọi là 54 đến 74. Thế thì đấy là đến cái nội dung gần như cuối cùng là về đánh giá về độ dày thành thất trái và khối lượng cơ thất trái. Thì cái độ dày và khối lượng cơ này thì chỉ có đo ở một mặt cắt duy nhất, đấy là mặt cắt trục dọc kẽ ức trái. Thì chúng ta đo ở đây là chúng ta sẽ đo tỉ là độ dày của vách liên thất ở thỉnh cân trương. Thế thì cũng ở cái vị trí tương ứng với đo kích thước vòng tim, sẽ theo nguyên tắc gọi là IN. Thế và đo kích thước của thành sau thất trái cũng theo nguyên tắc tương tự. Thì khi mà chúng ta đo hai cái chỉ số đó, tức là thành đây, vách liên thất và thành sau thất trái, thì thường máy nó sẽ tự tính ra, nếu mà trong các máy mà cài đặt cái chức năng là ra cái chỉ số LVmax thì nó sẽ tự ra, còn cái máy này xin lỗi các bạn là không cài đặt thì đang không ra. Đấy. Thế thì khi đó thường là khi mình đo như thế thì nó sẽ ra cái chỉ số LVmax. Thế thì với cả nam giới, thế thì vì cái ví dụ như là với anh này sẽ khác, mà với cả bạn này khác, mà với mình lại khác, thì người ta đi bao giờ người ta khuyến cáo là đo theo diện tích da cơ thể. Thế và chia theo là gì, giới nam giới nữ, thì đây là cái chỉ số khoảng thêm. Cái chỉ số này thực ra là bây giờ thực ra vì sao mà có máy cài đặt có máy không cài đặt, là bởi vì nó cũng tương đối ít ý nghĩa. Thế với trong cái trường hợp, chỉ trong những trường hợp nghiên cứu hoặc là những trường hợp có phì đại thành tim, người ta mới biết là gọi là thành tim dày, cái chỉ số gọi là dày đến bao nhiêu. Thì ngoài cái chuyện là gọi là đưa ra cái con số và kích thước, à cái thành thất là vách liên thất như này, thành thất như này, thì người ta sẽ ra được cái chỉ số khối gọi là chỉ số khối của thất trái. Tuy nhiên cái đó vì sao bây giờ ít dùng, là bởi vì là cũng lại giống như là cái nhược điểm của TEM, tức là chỉ cắt ở một điểm. Các anh chị sẽ thấy là thấy thì nhiều khi ở những cái bệnh nhân người ta có phì đại khu trú của cái vách liên thất phần sắt đường ra, hoặc là cái một cái gợi rờ màu đấy ngay dưới van động mạch chủ sát đường ra, thì khi đo phần này nó sẽ bị dày lên hơn thực tế. Thế thì rất là khó, là có người hỏi là bảo là nếu thế thì bây giờ đo một cái phần mà nó dày khu trú thế, hay là đo lùi xuống dưới cả vách liên thất ở cái phần mà không bị dày, thì câu trả lời thực ra bây giờ người ta vẫn nói là gì, là khuyến cáo đo kích thước vòng tim ở đâu thì đo cái độ dày của thành tim ở đấy. Thế cho nên nếu mà nó bị dày ở đấy thì đành phải đo vào đấy, mặc dù là dày ở đó nó không thể hiện được là chỉ là toàn bộ quả tim dày. Thế thì bao giờ thì đánh giá là thành tim phì đại hay không, hay là khối lượng cơ tăng hay không, thì ngoài cái chuyện chỉ số đó thì chúng ta phải nhìn gọi là đánh giá đầy đủ ở mặt cắt hai buồng của đến buồng. Thế thì đấy là các cái một cái bài nghe rất là buồn về các cái chỉ số, thì đến đây là cũng phải kết thúc rồi. Anh chị có hỏi gì không trước khi chúng ta chuyển sang cái phần mà gọi là thực hành? Sao anh chị làm? Là đo về cái kích thước ạ? Ừ.
hỏi của em rồi. Ngay cả nếu mà mọi người nhìn ở đây, mọi người cái hình ở đây nó hơi mờ mờ một chút, cho nên mọi người sẽ không để ý. Thế thì nếu mà đứng ra thì là gì? Mọi người sẽ để ý thấy là mình bắt đầu đặt vị trí cơ sở ở đây, kết thúc ở đây, và ở dưới này mình đặt ở đây, xuống ở đây chứ không phải ở trên này. Thế thì câu hỏi của Ngọc Anh, người ta đi người ta bảo là gì? Khuyến cáo là đo hết vách lên thất. Thế thì câu chuyện là vách lên thất bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Thế thì không phải là tôi nhìn thấy tất cả các cái sáng thì ta đều thấy đấy là vách lên thất. Thế quay trở lại về mặt giải phẫu nhé. Quay trở lại về mặt giải phẫu thì chúng ta sẽ thấy là gì? Là cái vách lên thất thực sự nó là như thế nào? Thế và cái phần nào ở đây nữa, các anh chị sẽ nhìn thấy ở đây. Thế thì ta đo từ trên này hay ta đo ở phía dưới này? Ở đây về phía bên thất phải nó sẽ có những cái nội mạc của thất phải. Nội mạc thất phải là tương đối không nhẵn như bên thất trái. Nó sẽ có các cái bè cơ các thứ nó gọi là nhấp nhô. Ta nhìn thấy là gì? Là có một sự khác biệt tương đối đáng kể về mặt độ âm giữa cái phần này và phần này. Thế thì thực tế là vách lên thất nó chỉ bắt đầu từ đây đến đây chứ không phải phần này. Nếu ta đi ta lấy toàn bộ phần sáng thì đấy là ta đã lấy cả cái phần bè cơ và phần nội mạc của nhĩ phải ta buộc vào. Và khi đó là kích thước của vách lên thất sẽ được tăng lên. Thế cũng tương tự như thế, nếu mà ở phía dưới này, ở đây thì mọi người sẽ hỏi đây là cái gì? Đây là các cái dây chuyền phụ của lá sau đang hay lắm. Nếu mà ta đi ta nhìn thấy là ở giữa cái lớp này và lớp này nó có một cái phần chống âm. Đấy, có cái sự khác biệt về mật độ âm giữa cái phần này và phần này. Đây cũng thấy khi nó dày lên. Thế nếu mà ta đi ta đo cả phần này thì thành sao nó bị dày lên thực tế, nó dày hơn so với thực tế. Thế thì cái chuyện mà đo trên 2D hay TN chú ý là nhìn cái mật độ âm thực sự hay là cấu trúc thực sự nó bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Ngọc Anh đồng ý không? Có cơ những chị trả lời như thế có đúng câu hỏi của Ngọc Anh không? Cần ai hỏi gì nữa không? Không hỏi nè. Em thấy trên cái thất trái thì có đo kích thước ở tâm thu và tâm trương. Trên nhĩ đo thể tích thì theo như hình thì em thấy là đo cụ thể là tâm thu. Tâm trương cái van nó đóng. Xin lỗi, tâm thu. Đo là phải tâm thu. Cái van nó đóng đúng không? Em trên hình như thế nhưng mà cũng không thấy nói cụ thể là mình đo. Xin lỗi bạn. Đấy. Câu hỏi của bạn rất là đúng. Xin lỗi là khi lần trước mình đi mình giảng mình đã nghĩ là phải mình đã thấy là mình thiếu cái này, mình bảo là phải cho thêm, nhưng mà bây giờ đúng là xem con xong đầu óc nó cũng hơi bị lão hóa thành ra lại quên. Bạn có thể đo cả tâm thu, bạn có thể đo cả tâm trương. Nhưng theo các bạn, cái chỉ số nào nó sẽ thể hiện đúng nhất cái thể tích nhĩ trái? Theo các bạn, khi nào, nếu mà trong thì tâm trương van hai lá mở ra, dòng máu ào xuống nhĩ nó thu lại này rồi, thì khi đó nó có thể hiện đúng cái thể tích nhĩ trái không? Và cái chỉ số nó có thể hiện được cái gì không? Đúng không? Thế nhưng mà cái mà gọi là gì, là khi mà van hai lá nó đóng và thể tích nhĩ trái trong thì tâm thu nó gọi là đạt cái thể tích lớn nhất, khi đó nó mới thể hiện được cái gọi là cái lượng máu nó trữ lại như thế nào, đúng không ạ? Và cái thể tích lưu lại như thế nào, đúng không ạ? Thế cho nên là có, người ta có trên máy, nếu mà các bạn thấy là nhìn gọi là các thông số cài đặt ấy, thấy có tâm thu, thấy có tâm trương, nhưng đúng nhất cái LAV là phải đo vào thì tâm thu, từ khi cái buồng nhĩ trái kích thước lớn nhất. Cảm ơn bạn, xin lỗi lớp là đấy, quên mất không đưa vào là nguyên tắc đo là phải như thế. Cần phần ai hỏi gì nữa không? Thế nếu mà không ai hỏi gì cái thì ta chuyển nhanh sang gọi là kê giường, lấy tinh thần xung phong làm luôn xương. Đúng rồi. Cần ai hỏi gì không ạ? Hay là trong lúc làm ta hỏi luôn thể ạ?